Triệu Kim Thành gặp Lục Vĩ Thao ở trận tranh giải bảy. Ván thứ nhất, Lục Vĩ Thao cầm đỏ đi trước hòa với Triệu Kim Thành. Ván này Triệu Kim Thành cầm đỏ đi trước. Triệu dùng sĩ giác pháo. Tiếp theo, Lục Vĩ Thao đối phó. Ngoài nước phi pháo đỏ còn ba cái đi quân khác, đấy là tốt 7 tiến 1, pháo 8 tiến 6 và pháo 4 tiến 5. Như đỏ pháo 4 tiến 5. Tiếp theo, cờ đen có thể đánh được. Ở đây đỏ lựa chọn pháo 8 tiến 4. Tiếp theo, đỏ top 3 tiến 1, tạo cơ hội cho đen phi pháo phong xe. Ở đây đỏ có một khả năng là xe 2 tiến 5 kỵ hà. Tiếp theo có thể là đến đây đen có hai khả năng, như đen đi hai bên đọ sức tiếp ở trung cục, còn nếu đen tùy tiện đi thượng. Tiếp theo, đỏ dọa phá 4 bình 2, cờ đỏ ưu thế lớn. Ở đây Triệu lựa chọn tốt 3 tiến 1. Đen ứng phó. Đen phi pháo phong xe. Nước cờ chính xác. Đổi lại, đen tiến mã bản hà. Tiếp theo có thể là đỏ chờ xe 2 bình 8, cờ đỏ ưu thế. Ở đây đen lựa chọn phi tả pháo phong xa. Tiếp theo, đen tượng 3 tiến 1. Như đen đi nhầm mã 4 tiến 5 ăn tốt. Tiếp theo có thể là cờ đỏ ưu thế. Ở đây
Đen bay tượng ra biên. Tiếp theo. Đen xe 2 tiến 2. Nước cờ hay. Tính toán xa xôi. Cờ đen ưu thế. Tiếp theo. Đỏ mã 7 lùi 6. Thế đổi lại, đỏ mà xe 8 lùi 6. Tiếp theo có thể là cờ đen ưu thế. Ở đây đỏ lựa chọn mã 7 lùi 6. Tiếp theo. Đỏ tướng 5 bình 4. Đổi lại, như đỏ xe 8 bình 5 đánh tượng. Tiếp theo. Đến đây, đỏ có hai khả năng. Như đỏ đi. Cờ đen ưu thế. Còn như đỏ đi. Tiếp theo. Cờ đen thắng nhanh. Ở đây đỏ lựa chọn tướng 5 bình 4. Tiếp theo. Đỏ lùi tướng. Đổi lại. Như đỏ xe 5 bình 1 ăn mã. Tiếp theo thể là cờ đen ưu thế lớn. Ở đây đỏ lựa chọn lùi tướng. Tiếp theo. Hình thành pháo song mã tất thắng đơn xe.
Đỏ xe 5 bình 4. Đổi lại. Thế đỏ tiến xe đánh tượng. Tiếp theo. Tăng thêm độ khó cho đen nếu đen muốn giành chiến thắng. Ở đây đỏ xe 5 bình 4. Tiếp theo. Đỏ chịu thua vì mất tượng, không thể đủ sức phòng thủ. Mời các bạn xem lại diễn biến của ván cờ.
Đỏ chịu thua. Lục Vĩ Thao 1 hòa 1 thắng, xếp thứ 7.